tầng trên. Còn phiên lương tiền ngọt của lớp chút nhỏ của Barbie Boss Kid Gang, trò chơi mới có trẻ em, mới nhất năm 2019 có mới nhé. Bóng phi lưu ký của Barbie Boss, hãy chọn một nhân vật để trở thành chiến binh của bạn. Gấu trúc nhỏ Baby Panda. Giang mới nhất. Xin chào con bé. Bạn có sự trợ giúp của viên ngọc sức mạnh để đánh bại một phù thủy. Ngài có thể cho con mượn viên ngọc được không? Bạn có thực sự muốn giúp bạn. Đây, một cái con. Khi đã phù phát lên viên ngọc sức mạnh của một người gấu trúc là con gái của con đang. Một cây con vuông để hóa giải người. Thuật được không? Một cái quả. Ngài có thể tin ở tôi. Tôi sẽ tìm thấy những bông hoa của ngọc trong ngày. Đang. Hãy nhớ. Mặt nước. Mặt nước sao? Dễ mà. Đó chỉ là dễ. Mặt sao? Giống. Đó chẳng phải là trái cây cầu vồng sao? Tôi phải tìm cách vượt qua. Chơi đi. Còn phiên lưng tiền ngọt của đó chút nhỏ. Thắng rồi. Tôi phải lấy đủ những viên ngọc để đánh bại bộ phù thủy. Chơi game. Băng ngôi sao. Ngôi sao. Giống. Chơi game. Thắng rồi. Đánh chút. Đó chẳng phải là trái cây cầu vồng sao? Tôi phải tìm cách vượt qua. Baby Panda. Thắng rồi. Chơi game. Bình thường. Ba trái đá. Đúng rồi. Băng ngôi sao. Thắng rồi. Đứng hai. Đó chẳng phải là trái cây cầu vồng sao? Chơi game. Tôi phải tìm cách vượt qua. Chơi game. Ơi, đi đá. Ô, cái hộp. Ba ngôi sao. Thắng rồi. Rồi. Mấy hắn. Băng ngôi sao. Góng. Nghe. Chơi game. Body bird. Con phiên lương tiền nhỏ. Lấy răng trước nhỏ. Băng rồi. Băng ngôi sao. Đó chẳng phải là trái cây cầu vồng sao? Băng ngôi sao. To cái. Ua. Băng ngôi sao. Con trong mình bắn ngôi sao. Thắng rồi. Bạn có thể giúp tôi sửa nào được không? Đây. Lấy hộp. Lên. Và một cái. Băng ngôi sao. Băng ngôi sao. Mới thắng rồi. Rồi thứ hai. Đó chẳng phải là trái cây cầu vồng sao? Dễ. Tôi phải tìm cách vượt qua. Bóng. Thắng rồi. Cho bay vút kia ghê. Bay vút. Thắng rồi. Xong rồi. Trò chơi cô phi lương tiền hồ cột vé gáo trúc nhỏ có sợ ngày 12/12 năm 2019 của Barbie Boss Kid Gang trong một tiếng nghị trò chơi.